Low. Làm game xa da đi. Trước khi chơi game đừng có làm nóng tay hay đề ba vô game luôn. Tùy lúc á, có lúc đơ cảm thấy, cái lúc nào mà đơ cảm thấy đơ chưa có cảm giác chơi game á thì đơ sẽ vô phòng tập đơ test trước. Còn nếu mà có cảm giác rồi thì đơ chơi game luôn, đơ không có vô phòng tập. Đánh ngang gặp hai bóc khi nào cũng bị đè lên thì làm sao đơ kêu gần xuống chơi nó. Một là mình bích cặp kiểu ngang kèo luôn, bích kèo đẩy luôn. Hai là mình kêu gần xuống, khi quýnh mấy kèo đó nó win thì mình phải chơi theo thế. Xia Lucian là kèo trên hả? Kèo này thì Lucian nó mới nhỉnh hơn, tùy ông đánh nữa. Tôi đánh kèo này thì tôi đánh kèo nào cũng win. Ước chi là áo nhá. À nó còn sức anh em à. Bị nó bẹp rồi. Anh em nhớ like subscribe cho đó nha, cảm ơn anh em nhiều. Giả bộ đứng đây xong chuẩn bị nó găng cái phản găng giết hai chuối bơ, chuẩn bị nó lướt lên nè, hay quá. Chơi mất thôi. Xui điên.
Phải chạy ra sớm xíu nữa, chạy ra hơi trễ. Anh em nhớ like subscribe cho đỡ nhé, mình em nhiều.